Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Gò TV. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2024. Sóc Gò có tiếp tục về lô Hồ Điệp Đài Loan, cốc vỏ thông rất là đẹp và là nhiều màu sắc. Lô này có một điều đặc biệt đó chính là không có màu trắng. Tại vì màu trắng Sóc Gò lô trước Sóc Gò về cũng cây rất là to khỏe mà không được sự ủng hộ của mọi người. Có thể là màu trắng là quá đại trà rồi nên mọi người không sưu tầm màu trắng và lô này Sóc Gò bỏ màu trắng đi. Về có tất cả là 4 màu chuẩn và một màu lộn xộn tùm lum tờ lưa. Màu chuẩn là 4 màu là sẽ là bao gồm là màu cam. Cây này là cây màu cam sọc hay thường gọi là cây hoàng kim giáp. Sóc Gò sẽ viết chữ cam lên trên lá, hàng vỏ thông rất là khỏe mạnh. Màu thứ hai đó chính là cây màu tím này. Màu tím mặt bông rất là đẹp, bông to. Cây rất là khỏe chắc chắn, hàng vỏ thông. Màu thứ ba đó chính là cây màu vàng, vàng 2035. Vàng 2035 là lá tròn, cánh màu vàng, lưỡi màu đỏ rất là đẹp và đặc biệt là rất là nhiều cặp lá, cây vàng rất là đẹp. Sóc Gò sẽ viết chữ vàng. Cây thứ tư đó chính là cây màu hồng. Cây màu hồng cũng là hàng vỏ thông. Cây màu hồng có 4 màu Sóc Gò sẽ lựa chọn, bao gồm là cây hoàng kim giáp hay thường gọi là cây cam sọc, cây thứ hai là cây màu tím, cây thứ ba đó chính là cây vàng 2035. Cây thứ tư đó chính là cây màu hồng và ngoài ra có một lô đặc biệt cuối cùng. Lô này cây này không phải là màu trắng, chắc chắn là không phải là màu trắng rồi. Nhưng mà cây này là màu lộn xộn này, các bạn thấy này, rễ rất là khỏe, có thể là ra màu biến hoặc có thể ra màu đỏ hoặc có thể ra những cái màu chớp, rất là đẹp. Lô này cuối cùng màu lộn xộn nhưng mà lại cây rất là to, đây cũng vậy, cây rất là to, chắc chắn không phải là cây màu trắng này, mọi người yên tâm. Là 5 cây Sóc Gò sẽ bán theo combo là 5 cây 5 màu là 350.000 miễn tiền ship, bao gồm là cây màu cam, cây màu tím, cây màu hồng, cây màu vàng và cây màu lộn xộn không trắng. Sóc Gò chỉ làm được vậy là 5 cây 350.000 bao ship. Còn các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, phí ship là 40.000, cố gắng giúp Sóc Gò là đi theo một combo 5 cây để được miễn tiền ship. Còn về cái cách trồng thì rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần về bỏ cái cốc vỏ thông này ra và mọi người để nguyên cái bầu dớn, bầu vỏ thông của cái cây này, các bạn đặt sang trọng như này và chèn giúp Sóc Gò thêm một ít than. Than này là than củi hay thường gọi là than hoa. Chèn khoảng độ là 4-5 miếng và các mọi người tưới nước thì tưới vào buổi sáng, tưới vào gốc, đừng tưới lên trên lá và đặc biệt là buổi chiều và buổi tối hạn chế tưới nước. Rất là dễ thối. Thì khoảng là 2 đến 3 tháng nữa thì các em sẽ cho ra bông. Hiện tại cây rất là sung. Cách trồng truyền thống của Sóc Gò đó chính là than. Chỉ cần đơn giản vậy thôi thì cây sẽ ra bông rất là khỏe mạnh. 5 cây, 5 màu, bao gồm là hoàng kim giáp. Bao gồm màu là hoàng kim giáp này, màu tím, màu vàng, màu hồng và màu lộn xộn. 5 cây, 5 màu là 350.000 bao ship. Hàng vỏ thông Apollo là hàng rất là khỏe mạnh, trong tỷ lệ sống rất là cao. Bông của em này to, cánh dày, lâu tàn. Cây vàng 2035 mọi người thấy này, lâu lâu cây vàng mới về được một lần. Sóc Gò sẽ viết chữ vàng lên trên lá. Cây rất là khỏe mạnh. Cây vàng rất là đẹp, bộ rễ rất là đẹp. Đầu rễ xanh. Cây vàng và cây màu cam là hai cây mà trồng tỷ lệ sống cao. Và cây màu trắng nữa, mãn tiền hậu cũng vậy, là những cây rất là dễ trồng. Nhiều cặp lá. Lô này Sóc Gò thấy rất là ưng bởi vì và cây rất là to, nhiều cặp lá. Còn đó là cây màu tím này, cây màu hồng này, các bạn thấy bộ rễ cũng rất là đẹp này. Lá đỏ này. Giá là 70.000 một chậu, 5 cây là 5 màu và là 350.000 bao ship. Thì tất cả mọi người trồng những cái này thì khoảng là 3 tháng đi, cho 3 tháng là các em sẽ cho ra bông. Còn nếu mọi người mà muốn các em khỏe mạnh và ra bông vào dịp Tết thì mọi người không cho em ra bông nữa. Cuối năm đón Tết 2025 thì các em sẽ lại ra bông một lần nữa. Lô này về đẹp, đặc biệt là không có màu trắng, mọi người khá là yên tâm. Cây khỏe mạnh. Màu hồng. Mọi người mà có mặt bông nào rồi thì là bỏ ra, bỏ Sóc Gò bỏ cái màu ấy ra thì Sóc Gò sẽ lựa được. Và đây là những cái hàng là hàng cắt cành hay được gọi là hàng thanh lý của nhà vườn, từ cái gốc chúng ta về sưu tầm chúng ta trồng. Nên vì vậy mà cây hầu như là các em khá là nguyên vẹn và không thể tránh được những lối lá nhẹ xíu đâu, không thể tránh được những lối lá nhẹ xíu này, là không xin dê cả. Quan trọng vẫn là gì? Quan trọng vẫn là bộ rễ này. Bộ rễ và chuẩn là hàng Đài Loan, đặc biệt là cây hàng của Apollo thì quá là ok rồi.
Trên thị trường Việt Nam thì có, nếu mà bán về hàng dớn á thì có khoảng hàng trăm công ty bán hàng dớn, còn nó về hàng phổ thông thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu mà nói về độc quyền thì là cũng không hẳn là độc quyền, hàng Apollo không phải là độc quyền trồng phổ thông, cũng có một vài vườn trồng mà thôi. Nhưng mà cây hàng Apollo gần như là cây khỏe nhất và đẹp nhất, giá trị nhất, dễ trồng nhất, rất là đáng sưu tầm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mọi người trồng những cái này để chơi Tết 2025 là chuẩn bài nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt.